Tại thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương, Cục Thống kê Lâm Đồng tổ chức lễ ra quân điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế xã hội 53 dân tộc thiểu số năm 2024. Tham dự có lãnh đạo Ban dân tộc tỉnh, chính quyền huyện Lạc Dương. Cuộc điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024 nhằm thu thập thông tin về dân số, nhà ở, hôn nhân, y tế, giáo dục, điều kiện sống để biên soạn các chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và hệ thống chỉ tiêu thống kê về công tác dân tộc, phục vụ xây dựng và hoạch định chính sách phát triển kinh tế xã hội cho các vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2026-2030. Làm cơ sở cập nhật hệ thống thông tin dữ liệu thống kê về dân tộc thiểu số tại Việt Nam. Theo đó, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tiến hành điều tra tại 105 xã phường thị trấn với trên 16.000 hộ đồng bào dân tộc thiểu số thuộc 382 địa bàn điều tra. Cuộc điều tra huy động lực lượng lớn gồm 167 người lập bản kê, 304 điều tra viên phiếu hộ phiếu xã, 105 tổ trưởng điều tra và giám sát viên cấp tỉnh cấp huyện tham gia. Cuộc điều tra lần này thu thập rất là nhiều thông tin và nó sẽ cung cấp nhiều cái thông tin quý báu cho cái việc đánh giá cái kinh tế xã hội của vùng đồng bào 53 dân tộc thiểu số. Do đó chúng tôi đã chuẩn bị chú đáo và cố gắng hy vọng rằng là với sự vào cuộc của các cấp các ngành và với sự ủng hộ của nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số thì cái số liệu, cái thông tin cung cấp lần này nó sẽ xác thực, chính xác. Từ đó giúp cho Đảng và Nhà nước có những cái chính sách kế hoạch trong thời gian tới tốt hơn. Cục Thống kê tỉnh Lâm Đồng lựa chọn huyện Lạc Dương để tổ chức lễ ra quân điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế xã hội 53 dân tộc thiểu số năm 2024. Vì đây là một trong những địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở Lâm Đồng. Việc điều tra được thực hiện trên toàn bộ 6 xã thị trấn với gần 1.000 hộ thuộc 27 địa bàn điều tra. Để cuộc điều tra chính xác và khách quan thể hiện đầy đủ về tình hình kinh tế xã hội của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện, chính quyền địa phương đã xây dựng các kế hoạch cụ thể để việc điều tra thu thập thông tin theo đúng quy trình tiến độ, đảm bảo yêu cầu chất lượng. Gia đình tôi cũng như là tất cả mọi người xung quanh đây thì cũng đã được tổ dân phố cũng như là điều tra viên tuyên truyền về cái mục đích ý nghĩa của cuộc điều tra đợt này. Thì với tư cách là thành viên trong hộ gia đình thì về cung cấp thông tin cho nó chính xác để cuộc điều tra đạt được kết quả tốt thì bản thân tôi cũng sẽ cung cấp thông tin cơ bản như là về cái nhân khẩu của gia đình, xong rồi thu thập thông tin về cái tình trạng hôn nhân, sinh sản cũng như là về cái thu thập về kinh tế của gia đình. Thì những cái cơ bản mà điều tra viên đặt câu hỏi thì chúng tôi cũng sẽ phối hợp tốt với điều tra viên để điều tra viên hoàn thành tốt được nhiệm vụ của mình. Chúng tôi là người dân tộc thiểu số là chiếm trên 67%. Thì chúng tôi đã trong kế hoạch đã xây dựng cụ thể, đặc biệt là khi lựa chọn điều tra viên thì chúng tôi lựa chọn những người tại cơ sở đang thực hiện nhiệm vụ ở các thôn tổ dân phố trên địa bàn, đồng thời đã chỉ đạo cho ủy ban nhân các xã thị trấn là tổ chức họp các thôn trưởng tổ trưởng dân phố, đặc biệt là các cái thôn mà có phần lớn là người đồng bào để hỗ trợ giúp đỡ cái lực lượng điều tra viên cùng hoàn thành cái nhiệm vụ. Cuộc điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế xã hội 53 dân tộc thiểu số năm 2024 ở Lâm Đồng nói riêng và cả nước nói chung được tiến hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 đến ngày 15 tháng 8 năm 2024. Kết quả cuộc điều tra sẽ bàn giao cho Ủy ban dân tộc vào tháng 4 năm 2025 và dự kiến được công bố vào ngày 5 tháng 7 năm 2025. Từ những số liệu được thu thập từ cuộc điều tra lần này phản ánh đầy đủ chính xác thực trạng dân số, tình hình kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giúp cho Đảng, Nhà nước và địa phương xây dựng được những kế hoạch chiến lược đúng đắn để phát triển vùng dân tộc thiểu số trong thời gian tới.